nha. Hello cả nhà. Lần đầu tiên thì cho phép ba anh em mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha. Mấy nay đi săn thất quá cả nhà. Hôm nay thì anh chồng anh làm vườn rồi. Ba anh em mình sẽ đi hái một cái bông này cũng lâu lắm rồi. Anh em mình mới thấy lại cái bông này nè cả nhà. Giờ anh em mình bắt đầu đi xuống tìm hiểu về cái loại bông này nha. Cái bông này thì nó mọc trên bờ cũng có mà ở dưới sông cũng có nè cả nhà. Quá trời. Đứng lên trên tóc vừa cái. Wow. Nó mượn bông anh chồng. Như bông thiên lý. Như bông thiên lý vậy đó. Cái bông này giống bông thiên lý nhưng mà nó không phải nha cả nhà. Nó bự hơn. Nó bự hơn nhưng mà cái này nó ăn thơm. Thơm ngon. Ngon. Rồi, ngọt hơn bông thiên lý nữa. 42 tuổi nữa. Vậy. Chết. Mới đỡ mới biết ăn ngon. Mới biết cái bông luôn á chứ không phải là mới biết ăn không. Mà đó giờ có nghe tên đó chưa? Nghe thì nghe kêu cái tên thôi chứ chưa biết cái bông nó làm sao. Cái lá rồi hả? Cái lá thì có ăn rồi. Cái lá thì có ăn đúng không? Ừ. Cái cây này thì cái lá mình nấu canh ăn rất là mát nha cả nhà. Ở đây thì anh em mình kêu là mão quạ hả sao? Ừ, chính xác là kêu nó bằng cây mão quạ phải không? Ừ. À. Anh em đi khác vậy không? À, biết chỗ anh em kêu là gì nha, nhưng mà nó không phải thiên lý, nó giống thiên lý thôi. Đây, bên trên. Đó, cái bông của nó cộng lên nhóc luôn nè. Đó. Cái bông này đặc biệt nha cả nhà, nó rất là thơm. Anh em mình thì hồi làm video tới giờ ăn được có một lần. Lần cũng một năm mấy về trước á. Gần đây thì mày chưa có lại để ăn. Này ăn có trị bệnh gì không sao? Ăn thì nó không có trị bệnh gì. Ai ăn cho nó ngon chơi vậy. Vậy hả? Tiền hổ kiến vàng hay sao rồi? Này chú Sáu, cha con Nhí nha cả nhà. Chào cả nhà chú Sáu. Chào cả nhà. À, ngon rồi Sáu ơi. Nhóc quá trời, nhóc quá trời. Lật xác vô cho nè, về mình khỏi lật lại nha. Lật vậy xác vậy nè. Còn cái này lật nữa là gì? Là cái cuốn nó dơ nhách nè. Đúng, cái cuốn nó dơ nhách. Cái này xào thịt bò được không sao? Ôi trời ơi. Còn gì bằng nữa. Cái bông này tới mùa mấy chỗ rồi sao hả? Mùa trướng nào, phát trướng là có à? Phát trướng là có hả? Cái này sao? Mấy mùa kia là không có đâu. À. Hả? Đem mọc qua đây nè anh chồng. Cái này xào tép cũng ngon nè cả nhà. Xào thịt bò cũng ngon. Thịt heo mình xào còn cũng được. Còn gì mà bằng nó nữa. Còn gì bằng nữa hả? Ừ. Qua sáng xào thêm một chảo. Ngày qua bẻ gọn mớ hả? Bẻ cũng dùng bốt thôi. À. Bông thiên lý nó không thơm sao ơi? Nó không thơm bạn. Dạ. Bẻ tay xong vứt. Thử lại cái tay anh chồng. Thơm không? Từ nãy cũng mấy cái bông. Đó là nó ăn cái lá không hả? Bông mới tới mùa rồi đó. Tới mùa vẫn có. Nhóc quá trời. Vô cái đám ngay chỗ là không có vậy. Ừ. Bụp lá búp luôn kìa. Bên đây nữa nè. Cái đám cho anh chầm được rồi cái này mất tiêu luôn ha. Ừ. Dây hình như bị người ta ruộng rồi nhé. Chặt dây rồi nó chết luôn. Chặt dây chết luôn á. Ồ, cái đám này à. Cú nu đó. Ừ, nó chưa có chỗ anh chồng. Cú nu à. Đã thiệt chứ. Năm mấy à em mới thấy này cái này nè. Năm mấy à? Hả? Bốn mấy năm mới thấy à? Nói là tội nghiệp không? Này mà kêu chỉ anh đi hái cái này anh cũng không biết đâu. Mà anh thấy anh cũng không dám biết đường anh bẻ anh ăn. Ừ. Đâu ăn, dám ăn bậy phải không? Không biết không dám bẻ. Đúng rồi, thấy trong lùm vậy ai dám ăn? Bông gì? Biết bông gì mà ăn? Từ từ thôi nhé, quằng cái tàu trên đầu anh Trọng nè. Nó leo sâu quá, lùm không? Đó. Gì
Nhóc hết trơn ha. Ngày qua xào gì ăn sao? Bò. Qua mấy ông kia ông mưa đưa 50 ngàn đi mua thịt bò rồi xào. Vậy đó hả? Ừ. Đã ha. Ôi nó ngọt mày ơi. Mấy con mê cái này lắm. Cái này nó cũng giống như bông điên điển với lại bông lục bình nữa cả nhà. Mùa chướng thì nó sẽ chỗ bông, nhà một năm nó chỉ chỗ một lần thôi. Hiếm rồi. Dạ. Năm nay bông lục bình ít. Điên điển mình đây cũng hiếm. Mày một năm mới chỗ một lần một đúng không sao? Tại vì thấy là anh em mình đi quay sẵn đi thăng săn thất nè. Bữa nay quay cái bông này chia sẻ với cả nhà luôn. Lần dữ lắm mới thấy ổ kiến vàng nè. Ừ. Biết sao chỗ này có ổ kiến vàng không? Không có ai xịt thuốc. Đúng rồi đó. Còn có người xịt thuốc là kiến vàng nó mất tiêu vậy. Đi chứ nè. Bây giờ xịt trên gió dưới gió là kiến đi hết trơn. Dạ. Đây con đám quá trời luôn cả nha. Dây này thì nó có thể mọc ở trên bờ và dưới nước luôn ha. Trọng nó leo leo lên luôn. Nguyên cái đám trà tre nè. Thực tế nha Trọng ơi. Nó tốt hơn đám ngoài sông nè. Cái dây này thì ở dưới quê mình nên không có ai trồng nha cả nhà. Ít lắm. Cái này đi gặp hái. Đi gặp là hái mà trong vườn nhiều khi người ta mần bỏ nữa. Leo dữ lắm à. Leo dữ lắm. Quá trời bông ơi. Này uố. Ừ. Đã luôn. Này ăn lẩu cũng ngon nè. Bọc trà bá luôn cả nhà. Cái này khoảng tầm ký ngoài 2 kg nè. Giờ anh em mình sẽ đi mua thịt bò để chế biến món ăn này. Anh em mình về chòi chuẩn bị làm món ăn cả nhà ơi. Món món bò cả nhà. Thấy giống như một dân lý vậy. Ngon. Xào thịt bò nha cả nhà. Đó một ký thịt bò. Này anh em mình mua lựa cái thịt thăng. Ký thịt thăng bữa nay anh em ăn mùi dưỡng luôn. Anh Chậm anh mê này lắm à. Một khi ăn rồi hết kìa. Không mà con Quy con Chậm nó khoái này lắm nha. Ăn gì anh? Cái này hả? Trời ơi. Mấy em ăn rồi. Có lý anh nè. Ăn ăn này hồi ăn thái biết đâu chín nè. Tới mùa mới có nha thế ơi. Tao nhầm người tao biết ăn thôi nha. Cái này nó, một năm mùa vỏ trướng nó chỗ có một lần à. Mà năm nay nhiều. Ngày năm rồi mà vườn nhanh nhất á. Thì năm rồi cái ngoài vườn mình. Đó đó, ngoài vườn đó đó. Ai ruộng như vậy mất tiêu. Vườn của anh chàng đấy, giáp anh chàng đó. À cái dây nó bị ruộng rồi. Trời ơi, dây nó bị ruộng rồi. Cũng ruộng năm nay đã. Năm rồi bẻ gần 2 kg. Bông này nó thơm thơm, cái mùi dịu dịu đã quá. Mà cái này ăn ngon, cái nở ăn chi rất ngon. Đúng rồi. Cái đó nó già nè, cái búp là ngon nhất. Cái bông gì cũng vậy, nó vừa có búp nó ngon. Mà cái này nè nó mới thơm nè. Mình bỏ vô nó thơm lắm. À hỏi cái này. Không. Bẻ rồi cái tay cũng thơm. Bẻ rồi cái tay thơm phức à.
tỏi mình ốp thịt nha cả nhà. Mình bỏ tỏi sấy vô mình ốp nha cả nhà. Bò cái thịt thăng nó đỏ đã ha. Ừ. Cho nửa muỗng bột ngọt, một muỗng hạt nêm, rồi mình thêm một muỗng dầu hào nha cả nhà. Rồi mình cho thêm một muỗng đường, rồi mình trộn lên cho thịt nó thấm nha cả nhà. Tạo cho tỏi sống như thế này. Rửa bắt ra chậu ngoài để xét lại, để xét đó. Tí bơ. Chút nếm. Phải béo. Hạt bơ. Hạt niêm cà no. Chiếu phải béo. Này hôm nay mình chấm như này. Nước tương. Tương ớt. Không thì cả nhà mình muốn chấm với mắm nêm cũng được nha. Tùy sở thích thôi. Bây giờ bỏ bông vô trước anh chồng ơi. Để bỏ bò vô nó ăn. Bông này nó lâu chín hơn cái thịt bò. Bông này hình như là lâu chín hơn bông thanh lý với anh ơi. Không sao ơi. Cái thò để cho người ta xào qua xào lại héo mà. Còn này héo ăn chưa được. Ăn hơi có mũ á. Bông này chín chín á. Ừ. Rồi mở là bông này xào lắm rồi. Mở là gắm mở đi. Điều héo héo. Lâu chín thì cũng hơi chín. Thơm. Có mùi gió trướng là có à, thì nó đúng bị năm á. Thế mấy nó có năm à. Nếu bốn mấy năm. Ủa nó bẻ bông gì vậy? Không gì đâu. Không gì lạ quá ha vậy. Thì cái bông này sáng em nói rồi đó, ai biết có mới bẻ ăn, còn ai không biết là nhìn thấy à, không dám bẻ ăn đâu. Tép xào cũng ngon. Cơm nè. Nó làm xào cơm gì nè. Ừ, xào cơm ngon. Nếu ăn được xào cơm ngon. Đó, héo rồi đó. Đó héo. Nó mình trộn ra với thịt bò ăn đi. Thơm. Khát mũi. Cái mùi rẻ, cái mùi xào ra nó đi ra rồi lắm. Cái này thấy cái là mình bẻ hồi cái tay mình thơm thơm. Rồi, cảm ơn con. Vô em ơi. Cảm ơn anh. Em gấp lại anh. Rồi, cảm ơn em ngon. Đi lại. Vô. Hai mặt bốn anh em mời cả nhà ăn thịt bò né với anh em, với vô với anh em ly rượu nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha. Vô. Mắm tương, còn nước tương ớt. Sao anh chồng? Nó ngọt mà nó thơm nữa. Đã quá rộng ơi. Tí lần đầu ăn thử chứ. Lần đầu ăn thử rồi. Cảm giác sao thế? Giòn bông lý rồi. Cảm nó ngon, nó giòn hơn bông thiên lý mà nó ngọt hơn bông thiên lý nữa. Miếng nữa kìa.
Quả cái lá luôn anh ơi. Ngọt hơn. Ngọt. Ngọt quá thơm. Càng nhai càng ngọt. Đúng rồi. Nó hơi bùi bùi nha. Ừ. Không, cái bông này anh càng nhai nhai hoài nó còn có độ ngọt nó lấy hoài luôn vậy đó. Cái lá nó cũng ngon mà cái bông nó ngon mà cái bông nó ngon hơn ngay cả nhà. Vô. Vô à. Ngon vị. Ngon. Ngon không? Này làm lẩu là nhút cũng ngon. Ừ. Nói chung là cái bông này làm gì cũng ngon hết, không có tép. Xào tép hay là xào tôm hay là lẩu, xào thịt bò né gì cũng ngon. Càng nhai càng ngọt, cái bông này cả nhà ăn thử nè. Càng nhai càng ngọt. Xào thịt bò là ngon nhất. Mà chưa biết chỗ cả nhà có hay không đó anh Trầm ơi. Ừ. Nhầm chỗ có, nhầm chỗ không. Đúng rồi. Chứ không phải mà mỗi chỗ mỗi có đâu. Nhưng cái dùng trên anh nè, ít nè, có mà ít chứ không được nhiều. Xa xa ăn bụi bụi à. Còn cái nãy nhớ giờ chỗ chịch qua cái là có à. Về tới mà cái gốc dừa nó còn đeo, nó còn còn có bông mà. Nó là cảm nhận nó thì càng nghe càng ngọt. Ừ. Ngon 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 vô. Ai đau quá. Đồng này, em nói không, nó càng nhai càng ngọt, càng nhai càng ngọt. Ừ, nó bùi bùi, thơm thơm. Con hồi chắc bông hết mà thịt bò còn. Này chắc kiếm ăn hoài quá vậy. Dưới còn nhóc luôn đó. Bị ghiền nha. Cái này em bẻ bữa trước bữa sau là có nữa rồi. Tại mấy cái bông búp búp nhỏ 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 mình đâu có bẻ đâu. Cái này đúng là càng ăn càng ghiền nè. Bùi bùi. Vô. 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 Nó đỏ dầu quá. Dạ. Né. Né rồi anh Trầm. Nhằn quá. Bán ăn bông nè, cho ăn bông nè, cũng ăn tiếp. Bán ăn bông cho ăn bông nè. Mẻ thứ hai hả? Mẻ thứ hai. Ngon quá. Xin mẻ nè. Vô anh Trầm. Vô. Bồ gì chín tới ăn ngon ha. Ừ. Cái này cái thịt thăn nó cũng không có dai mấy. Là quay phim. Thôi, được rồi. Wow. Thôi, cảm ơn anh Trầm. Nóng nha. Bông quá ngon. Ừ. Cái này bữa nào mình đi mò. Cái về mình làm lẩu tôm đi. Vô phía là làm ăn ngát ngon lẩu. Ừ. Ngon quá. Quay phim ly nhí. Quay phim. Đó. Quên. Mời cả nhà uống với danh ly rượu nha. Chút nhiều quá chút. Cái này ngon. Cái này ngon hơn bông thiên lý. Hả? Ngon bông thiên lý. Hả? Tùy theo sở thích của
người. Nhiều người này theo khẩu vị của mình thì nó ngon hơn bột Thiên Lý á. Rồi cảm ơn Dí ơi. Rồi ngon quá vậy. Cái bông đẹp và giờ mà tính ra ra không ai biết ăn. Không ai biết ăn. Không ai đứng ăn. Biết cái dây mẫu quả thiệt. Rồi cảm ơn. Mà hồi nãy á đi á là Danh ấy bữa nay bẻ bông lạ lạ cho anh em. Không biết bẻ bông mẫu quả đâu. Cũng mà đâu biết. Kia đi còn ngạc nhiên. Hồi nãy ngơ ngơ vậy nè. Thằng lao cái bông gì anh không biết. Hồi chung chung với hai anh nói vậy nè. Rồi thêm cái bốn nữa rồi. Bốn hai năm. Bốn bảy năm chưa ăn bông này. Giờ muốn vỗ mà nhéo. Ấy dạ đâu. Cái này mà có đám tiệc gì nè. Ha. Đi hái về không đủ đâu em. Không, không đủ, đủ. Không, cỡ 3 4 mâm này chắc 3 mâm đủ. Đủ. 3 mâm thì cái gỗ này dư rồi. Ừ. Thôi à. Có nhiều quá thì bẻ hơi cực. Thấy thấy vậy chứ 3 4 mâm ở này ngon là ăn coi chừng thịt bò dư mà bông lại thiếu. Đúng không? Mấy sao không ta lạ miệng. Ừ. Đó giờ đi đám cứ hái ta đẩy bông Thiên Lý thôi. Ừ. Mới nhớ trên cái đọt vàng mà mình bẻ không được không? Hết hồn. Cái vàng vậy đó. Sáng nay cũng đứng nha. Cái cháu ổng giật một cái nguyên ổn vàng rớt này nè. Nó bò cái đầu nhột nhột nhột. Cứ bò nó cắn. Mà ngộ là cái đầu như cái tóc ấy á. Thì phủi nó ấy chứ cái đầu gì nó bám ấy. Ví dụ ông sát vô chồng á. Ừ được. Phủi hoài nó còn cắn hoài. Còn mình nó vậy mình phủi cái văn à. Ừ. Mà cái lá này ăn cũng ngon, ừ. Nấu canh ha, ừ. Nấu canh tép. Mày cha em hôm qua anh chồng bẻ vô một lỗ cha sầu tép. Mẹ không có ăn. Thịt bò. Con mới nói mua 50 ngàn thịt bò. Sầu thịt bò. Có bữa trước sầu tép nữa. Bẻ 2-3 lạc ăn. Cả nhà kiếm về xào thịt bò ăn thử ra hoặc nấu canh tép một lần chứ. Đúng rồi ạ. Nói chung ở chỗ quê mọi người á có cái này nên gì mình thứ nhất là mình có thể xào thịt bò ha nó ngon, thứ hai là xào tép, ba nữa mình nấu lẩu hay gì đó mình bỏ vô. Nói chung ra lẩu thì anh em mình cũng chưa có thử món này nữa nha, chỉ có xào tép với thịt bò là anh em mình đã thử qua rồi. Mấy ngày nhiều đó ăn bắt phát quá cái nhật bảo ngữ. À, xong rồi anh em mình chuẩn bị đi đi săn bắt, nhưng mình cũng chưa biết săn bắt cái gì. Nước nó ương mình, nước không rút quả nổi. Ừ. Anh đang thấy kỳ quá. Nước đêm thì mà nước ngày tính nó sát mà nó cũng sát nhiều nhiêu. Mấy tháng kìa, 5 tháng 6 nữa nó còn sát đêm. Ừ. Mình đi ngày không được, mình đi đêm. Nước mấy tháng này mình đâu đi đêm đâu. Không có lên là không đi đêm nữa rồi. Đi mà đi mình anh em mình đi mò tôm trong mé gần còn có thể miễn cưỡng được chứ còn ấy là đi cũng được. Mà tháng này lục bình với trời hơi giỏi, mùa bãi hơi giỏi. Có lưỡi lưỡi không mấy cái lùm cây á nhầm ban đêm hơi giỏi lục bình nó thà không có lục bình nữa thì mình dạ dạ, tại vì có lục bình là hay có con rắn lục đuôi đỏ lắm. Đeo ở trên xuống. Ừ, nổi à. Nổi rồi. Không có lục bình nữa mình vô mới có lùm bình thường à. Cái ban ngày nhiều khi mình còn hơi gan ga, hơi ái dạng dạng nha, còn ban đêm thì hơi nhé. Mùa này sắp lên đó là nhiều lồi nguy hiểm lắm. Không phải là một thứ đâu, nhiều thứ đó. Nó theo mới về đó, nó xuống á. Nhưng mà mình chưa có đi đặt đăng mé được. Chưa. Nước sau mình mới sao là chính xác mình sao nha. Chính xác là nước sau. Bước đầu tháng 10. Hôm nay mình sẽ đi đăng mé. Bố anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.